Thầy chào các em. Hôm nay thầy dạy tiết 7 sự biến thiên và đồ thị hàm số lượng dạng y bằng cô tăng x. Hàm số y bằng cô tăng x có tập xác định d bằng r trừ tập hợp k pi k thuộc z là hàm số lẻ, là hàm số tuần hoàn với chu kỳ pi. Đây là những kiến thức cơ bản của hàm số y bằng cô tăng x mà chúng ta đã học ở những tiết trước. Thầy ôn lại và hệ thống lại để hỗ trợ cho bài học hôm nay. Bây giờ chúng ta sang xét sự biến thiên và đồ thị hàm số y bằng cô tăng x trên khoảng không pi. Ở trên hình vẽ, số đo cung AM bằng x radian. X lớn hơn 0, nghĩa là điểm M không được trùng với điểm A. X nhỏ hơn pi, tức là điểm M không được trùng với điểm A phẩy. Như vậy, x chỉ chạy trên nửa đường tròn. X chỉ lấy những giá trị trên nửa đường tròn nằm phía trên đường vạch. Hay nói cách khác, điểm M chỉ chạy ở trong cung phần tư thứ nhất AB và cung tương phần tư thứ hai BA phẩy và không lấy điểm A phẩy và B phẩy. Bây giờ thầy đặt tương ứng điểm M ở trên đường tròn lượng giác thỏa yêu cầu bài toán lúc này thầy đã nói với các em, với một điểm P ở trên mặt phẳng tọa độ OI như sau. Số đo cung AM tính bằng x radian bằng độ dài đại số OX lớn, tức là điểm x này, x lớn này có hoành độ bằng x. Độ dài đại số BU bằng độ dài đại số XP. Vậy thì ứng với mỗi điểm ở trên nửa đường tròn lượng giác ở phía trên trục hoành, thì ta có một điểm duy nhất P nằm trong mặt phẳng tọa độ OG. Bây giờ thầy cho điểm M thay đổi ở trên cung phần tư thứ nhất, tức là cung AB, thì ta thấy điểm P sẽ vạch nên một cái đường cong. Đó là hình ảnh đầu tiên của đồ thị y bằng cô tăng x. Trong nửa khoảng 0 pi trên 2. Bây giờ thầy cho điểm M thay đổi trên cung phần tư thứ hai của đường tròn lượng giác, tức là cung BA phẩy, thì điểm P lại tiếp tục vẽ nên một cái đường cong. Đó là hình ảnh của đồ thị hàm số y bằng cô tăng x trong nửa khoảng pi trên 2 pi. Bây giờ thầy cho điểm M chạy trên cung ABA phẩy, thì các em thấy điểm P sẽ vạch nên một cái đường cong. Đó chính là hình ảnh của đồ thị hàm số y bằng cô tăng x trên khoảng 0 pi. Bây giờ thầy cho x, tức là cái cung AM này càng lớn, tức là x dần đến pi, x dần đến pi, thì chúng ta sẽ quan sát cái đồ thị. Các em thấy cái điểm P này chạy trên đồ thị hàm số cô tăng và nó càng ngày càng gần đến đường thẳng x bằng pi và nó về âm vô cực. Cả hai đường này không bao giờ chạm nhau. Bây giờ tiếp tục
thầy cho giá trị x nhỏ dần về 0, tức là điểm M càng gần với điểm A các em. Khi đó, khi điểm x này càng gần với góc tọa độ O, chúng ta quan sát phía trên. Khoảng cách từ P đến đường thẳng x bằng 0, tức là trục tung càng nhỏ dần. Điều đó chứng tỏ rằng hai cái đường này càng đi về vô cực, nó càng gần lại với nhau. Và đồ thị y bằng cotang x dần về dương vô cực. Vậy dựa vào những cái nhận xét như vậy để chúng ta sẽ lập bảng biểu thiết của hàm số y bằng cotang x ở trên khoảng không pi. Bây giờ thì lập bảng biểu thiết. Dựa vào đồ thị hàm số thì các em sẽ thấy trên khoảng không pi, hàm số y bằng cotang x là hàm số giảm từ âm vô, từ dương vô cực xuống âm vô cực, giảm từ dương vô cực về âm vô cực. Tại x bằng pi trên 2, cotang pi trên 2 bằng 0. Vậy chúng ta có một kết luận, đó là hàm số y bằng cotang x nghịch biến trên khoảng không pi. Dựa vào tính nghịch biến của hàm số x trên khoảng không pi và đồ thị của hàm số y bằng cotang x tuần hoàn có chu kỳ pi, cho nên chúng ta sẽ vẽ được đồ thị hàm số y bằng cotang x trên tập xác định d của nó. Bây giờ chúng ta đi vẽ đồ thị của hàm số y bằng cotang x trên d. Tập xác định của hàm số y bằng cotang x là tập hợp số thực trừ tập hợp các điểm ở trên trục số trục hoành là k pi, k thuộc z, có nghĩa là tại những điểm pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 0, trừ pi, trừ 2 pi, trừ 3 pi, thì những điểm này không thuộc tập xác định của hàm số d. Cho nên tại những điểm này thầy vẽ những đường thẳng x bằng trừ 3 pi, x bằng trừ 2 pi, x bằng trừ pi, x bằng 0, tức là trục tung, x bằng pi, x bằng 2 pi, để chúng ta tính tiến đồ thị hàm số y bằng cotang x. Vì hàm số y bằng cotang x tuần hoàn với chu kỳ pi nên tính tiến đồ thị hàm số trên khoảng không pi song song với trục hoành từng đoạn có độ dài bằng pi thì ta được đồ thị hàm số y bằng cotang x trên đây. Bây giờ thầy tính tiến về phía phải như sau. Thầy tính tiến lần thứ nhất đoạn có độ dài bằng pi trên song song với trục hoành. Thầy tính tiến lần thứ hai, bắt đầu từ đây các em này, thầy tính tiến sang phải một đoạn có độ dài bằng pi. Bây giờ thầy tính tiến sang trái một đoạn có độ dài bằng pi. Thầy tính tiến từ vị trí này sang vị trí này một đoạn có độ dài bằng pi. Tính tiến từ vị trí này sang vị trí này một đoạn có độ dài bằng pi, và cứ làm mãi mãi như vậy thì chúng ta được toàn bộ đồ thị của hàm số y bằng cotang x trên d. Như chúng ta đã biết, khi đồ thị hàm số y bằng cotang x là số lẻ, cho nên nó nhận góc tọa độ làm tâm đối xứng. Bây giờ thầy thể hiện ở trên hình để các em biết. Nhánh thứ nhất đối xứng với nhánh này các em này.
cạnh thứ hai này này, đối xứng qua góc tọa độ với cạnh này. Nhánh thứ ba này này, đối xứng qua góc tọa độ là nhánh này. Thầy thay đổi để là PP phẩy, HS phẩy, NN phẩy để thầy thay đổi để em quan sát. Về tính đối xứng qua góc tọa độ là như vậy. Như vậy chúng ta nhớ hàm số y bằng cosec x là hàm số lẻ nên đồ thị đối xứng qua góc tọa độ. Cuối cùng thì các em nhìn thấy đồ thị của hàm số y bằng cosec x, y từ âm vô cực lên dương vô cực, cho nên hàm số này có tổng giá trị chính là r, khoảng âm vô cực dương vô cực. Như vậy hôm nay thầy đã dạy xong cho các em sự biến thiên và vẽ đồ thị của các cái hàm số lớn giác. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt.